Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, toàn ngành công thương phấn đấu đạt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 9 đến 10% so với năm 2015. Đây là một trong những bước đệm nhằm từng bước đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp cùng có chung nhận định, với những hỗ trợ từ phía nhà nước cùng với cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do sẽ là điểm sáng giúp cho ngành công nghiệp Việt Nam có nhiều khả quan trong năm 2016. Năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 9,8% so với năm 2014. Đây là một con số ấn tượng trong nỗ lực đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu của toàn ngành. Nằm trong nhóm công nghiệp chế biến chế tạo, đơn vị này đã góp phần vào sự tăng trưởng chung của cả nước cũng như là phát triển công nghiệp của thủ đô Hà Nội. Hoạt động chính của doanh nghiệp là xuất khẩu, sản xuất công nghiệp phụ trợ cho hãng Honda tại Việt Nam. Năm 2016, họ kỳ vọng lớn vào điều kiện thuận lợi khi mà sự đầu tư chuyển dịch từ các nước ASEAN và Việt Nam khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập. Trong năm qua, thì Đảng, Chính phủ, đặc biệt Chính phủ đã ký nhiều các hiệp định kinh tế với nước và có một cái đặc biệt quan trọng nhất, đấy là cái hiệp định ASEAN. Điều đấy thì cũng mong mỏi các doanh nghiệp trong đó có Thăng Long, đấy là cái sức mua của thị trường tăng lên và cái yêu cầu thị trường về sản lượng nó tăng lên. Doanh nghiệp có cảm nhận lạc quan, các chuyên gia cũng cho rằng kinh tế Việt Nam năm 2016 đón nhận nhiều tín hiệu lạc quan đến từ dự báo kinh tế thế giới và trong nước. Các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc kết thúc đàm phán trong năm 2015, chắc chắn đây sẽ là cú hích lớn đầy triển vọng cho tăng trưởng công nghiệp. Trong đó, khu vực công nghiệp chế biến chế tạo được đánh giá sẽ có tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Cái hiệp định ấy nó mở ra những triển vọng xuất khẩu lớn, cơ hội lớn cho ngành xuất khẩu nước ta. Và như vậy là cho cả các ngành sản xuất công nghiệp mà tham gia vào xuất khẩu. Như vậy là cả điều kiện trong nước và quốc tế trong năm 2015 đã tạo những tiền đề rất thuận lợi để cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2016. Mở rộng thị trường xuất khẩu nữa thì đó là một cái thuận lợi rất lớn. Đấy, cho nên tôi nghĩ rằng là cái năm 2016 này mà nhà nước bỏ ra cái công sức mà mở rộng thị trường như thế thì không có lý do gì không có tốt mà. Mà thậm chí kể cả các nhà đầu tư nước ngoài và kể cả nhưng Mỹ thì người ta cũng dự đoán rằng là khi mà hiệp định FTA vào, hiệp định TPP vào thì cái GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng là như nào. Thì tăng trưởng được thì rõ ràng các doanh nghiệp phải xuất khẩu tốt thì mới tạo nên được cái tăng trưởng. Theo đánh giá của Bộ Công Thương năm 2016, tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi nhưng chậm hơn so với dự báo. Vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro và thách thức, đặc biệt là rủi ro địa chính trị, biến động khó lường trên thị trường tài chính và giá dầu. Sự hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015 và việc ký kết triển khai các hiệp định thương mại tự do sẽ tạo ra những điều kiện quan trọng cho phát triển, song cũng tạo ra nhiều thách thức lớn, nhất là trong phát triển thị trường, tăng khả năng cạnh tranh ở trong nước và quốc tế. Do đó, Bộ Công Thương đặt ra định hướng phát triển các ngành công nghiệp tập trung vào tăng cường giám sát và kiểm tra với các dự án đầu tư trọng điểm của ngành công nghiệp như điện, dầu khí, luyện kim, chế biến khoáng sản, hóa chất phân bón, nghiên cứu chính sách phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Thì trong thời gian tới đây thì chúng tôi cho rằng là các cái sản phẩm công nghiệp của chúng ta nói chung cũng như một số các ngành công nghiệp và thương mại của chúng ta sẽ phải được tiếp tục quan tâm và có những cái kế hoạch tiếp cận phát triển thị trường một cách bền vững hơn nữa trên cơ sở là tiếp cận và khai thác những cơ hội của các cái khung khổ hội nhập mới mà chúng ta đã và đang có và sắp tới sẽ tiếp tục là làm thực hiện các quy trình pháp lý để tiếp tục là tổ chức triển khai thực hiện. Nhưng đây là những cái yêu cầu rất là cấp thiết và chắc chắn sẽ mang lại những cái bước phát triển. Tôi cho rằng là nó sẽ có đột biến hơn và nó có tính bền vững hơn. Để ngành công thương tiếp tục phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, tham gia sâu vào mảng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu, giai đoạn tới đây, ngành sẽ tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước, hình thành hệ thống doanh nghiệp nội địa có thể đáp ứng các yêu cầu và trở thành nhà cung cấp trong mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị này, ngay tại nội địa hoặc trên toàn cầu. Tăng cường hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành ưu tiên đề ra trong chiến lược phát triển công nghiệp. Xúc tiến đầu tư có chọn lọc vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, nhằm thu hút các ngành có công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp.
Hy vọng với những giải pháp cụ thể này, ngành công nghiệp Việt Nam sẽ phát triển vững mạnh, đưa Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, theo đúng kỳ vọng của chính phủ.